Bây giờ anh chấm muối ăn ốc nha bạn. Ốc nướng đây nha. Ốc nướng thì nó dai dai là ngon, chứ không phải giống ốc chiên que các bạn. Ăn cái bên trong à, nó giòn mà nó thì miếng muối nó cay cay mặn mặn, ăn ngon lắm các bạn. Chưa quên. Trời ơi. Dạ mày muốn chết đói hay là cốt cá ăn? Em nói chơi ơi, làm gì vậy hả? Quy em đi, để tao câu cho cốt cá ăn. Ơi, tụi bay đang làm gì hả? Ơi, bây giờ mình rủ mấy thằng trai đi bắt cá được. Ai đi đây? Ơi, hai đứa kia đi không? Ai? Đi. Ơi, bay câu cá biết chừng nào dính đi bắt cá rồi. Ừ, vậy đi đi đi. Tao biết chỗ này nhiều cá nè. Gì đi? Đi. 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 Ở đâu mà dẫn đi tài? Ừ. Nhanh lên. Ờ, tới chỗ rồi quay. Thấy chỗ này ngon. Ngon. Vậy đi xuống bắt cá bay ơi. Đi. 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 Chị mấy đứa mình ở trên bờ lụm cá nha mấy bạn. Ờ, vậy mình ở trên bờ lụm cá đi. Ừ, đúng rồi, mình đâu biết bắt cá ở đâu, xuống chơi. Đúng rồi. Một con cua nha mấy bạn. Này, hai con ốc. Ôi, hay là mình xuống đi, lỡ như mình bắt được cá là sao? Ừ, xuống đi. Đi. Rồi. Thủ sau về. Đi. Xuống. Rồi, xuống. Chạy nó đi. Mới đụng cua. Ôi, cua nè mấy ơi. Lúng gì. Sao không chịu nhau? Ôi, đừng có đẩy xuống. Cha tao xuống dây. Xuống. Rồi xuống. Hèo có dẹp luôn kìa, mình mò dẹp đi. Ôi, mình mò dẹp được á, mò dẹp được á. Ôi, mình mò dẹp được á. Bắt đầu. Bao nhiêu ốc rồi nè, quá trời nhiều. Thôi kệ, không có cá có ốc ăn cũng được mấy bạn ơi. Ốc nè bạn. Cái này cái gì các bạn, nếu bạn biết comment cho mình nha. Các bạn ơi, mình bắt nhiều cá ốc kiếm to nè. Nhưng mà mình sẽ thả nó nha. Ê bạn ơi, giờ không có cá hay giờ mình đi câu cá đi. Ừ, mình bắt ốc cũng nhiều rồi, giờ mình đi câu cá đi kiếm cá ăn. Giờ mình đi đi bay, đi nè kiếm cá ăn. Chứ bây giờ ốc nhiều lắm rồi. Let's go. Đây. Ô,
bạn biết cây này cây gì không? Cây này là cây châm ổi, mình kiếm trái chín mình hái ăn nha. Chưa một trái chị ơi. Đợi chưa hái xong nè em. Trái chín là màu tím rồi. Chưa cũng không biết. Mình chọn mọi tên để cô cái nghe các bạn. Đây là kinh nghiệm câu cá mấy bạn. Con cá sông á thì nó ngu lắm, còn con cá hầm á thì nó rất là khôn. Ví dụ như thằng Hoài vậy đó bạn, nó là con cá sông, còn thằng Vinh á nó là con cá hầm. Đúng rồi. Bây giờ mình xả ổ cho cá lại nha bạn. Mình xả ít thôi, mà mình thả lưới câu là nó không ăn á. Giờ mình sẽ bóp cục mồi cho nó dẻ rồi móc vô lưới câu cho nó không có sức cục mồi nha bạn. Bây giờ móc mồi mình câu cá nha bạn. Ok, mình nặng. Mình móc cục dừa ăn đang cho con cá ăn được nha bạn. Giờ mình xuống cần nha bạn. Đó, cá mới để xuống cá ăn nè. Câu cá mình phải tập trung vô mà cá nó kéo mất cái phao mình không biết. Mình sẽ câu chỗ này nha bạn. Mình sẽ câu hai cần nha bạn, một cần máy với một cần tay. Giờ ngồi chờ cá cắn câu thôi bạn ơi. Mình câu cá ở đây nghe các bạn. Ê, dính bạn. Ui. Con cá mày dây. Một con. Thấy bà đổ như dính ra. Còn luôn. Kem cầm nêm vô cho. Hồi nãy đi mình bắt được dưa đáy ốc nha bạn. Bây giờ tụi mình sẽ đem lên lò nướng. Hồi nãy câu được thêm cá. Để được 3, 5 trái cà. Mình nướng ốc xong rồi, dưới tim mình câu được hai con cá. Giờ mình nướng ra dày rồi nha mấy bạn. Tim mình á còn đập ốc ra đang xỏ thành xiên gì để dễ ăn hơn mấy bạn. Mời bạn nha. Cá ngọt ngon lắm nha mấy bạn. Mời bạn nha. Cá ốc này ngon lắm mấy bạn. Mời bạn nha. Cá ngọt quá ngon nha các bạn. Mời bạn ngốc à. Ăn gì của dừa hiền. Ốc nó giòn mà nó ngọt thơm lắm bạn. Mời bạn nha. Ngọt. Mời bạn nha. Quá ngọt. Mời bạn nha. Ngon lắm nha các bạn. Mời bạn nha. Hôm nay mình không này. Quá ngon. Mời bạn nha. Ăn cá rất là ngon. Thêm miếng muối cay cay mặn mặn nữa bạn. Ngon. Mình sẽ ăn cá nha các bạn. Mời bạn nha. Cá nó ngọt ngọt mỡ thơm. Chấm miếng muối ớt ngon. Mình ăn lá cốc nha bạn. Mời bạn nha. Lá cốc này ngon ngon chua chua nha bạn. Bây giờ mình chấm muối ốc nha bạn. Ốc nướng cho ăn nha. Ốc nướng thì nó dai dai là ngon, chứ không phải giống ốc chiên que các bạn. Ăn cái bên trong à, nó giòn. Và nó
thì miếng muối nó cay cay mặn mặn ăn ngon lắm rồi bạn. Chưa quên mời bạn nha, quá ngon. Mời bạn ăn vậy nha, rất là ngon nha các bạn. Mời bạn lấy cốc nha, quá ngon. Lá cốc chua chua thì miếng muối cay cay. Ủa cà đâu rồi? Quá ngon. Mình ăn cà nha bạn. Mời bạn ăn nha. Vậy sao cái này chứ? Nè, cà giòn mà nó hơn đó bạn. Nó ngọt nha. Nè ăn đi. Hết đi. Khôi Khôi, sao bữa nay mẹ nghỉ ăn sớm chứ Khôi? Thường ngày mẹ ăn nhiều lắm mà. Mẹ ăn cũng hơn con heo nữa. Bữa nay ăn nhiều rồi, bữa nay nhiều mẹ. Khôi ra lăng với ta, bữa anh Khôi ăn nhiều lắm mà. Anh Khôi có người yêu rồi, anh Khôi phải ra lăng chứ. Mấy bạn có ăn ngon không? Ngon. Ngon. Video của mấy mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hết, hãy cho tụi mình một like, share, đăng ký để tụi mình có thêm động lực làm nhiều video mới nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye.